Ngày 26 tháng 10, một lãnh đạo công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đang làm việc, lấy lời khai tài xế Lê Xuân Dũng, sinh năm 1970, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, để làm rõ vụ tai nạn chết người ở quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Phụ Đức, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, vào sáng ngày 24 tháng 10, qua kiểm tra, xác minh lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông H. Sinh năm 1974, ở khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn. Lần theo các manh mối, chứng cứ cùng với camera an ninh, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được ông H. bị ô tô khách biển số 51B22066 do tài xế Lê Xuân Dũng điều khiển chạy hướng Nam, Bắc tông nhầm khi nạn nhân đang ngồi bên đường. Sau nhiều giờ truy xét, cảnh sát đã tạm giữ phương tiện 51B22066 cùng tài xế Dũng tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Làm việc với công an thị xã Hoài Nhơn, Dũng khai rằng đã tông phải một vật khi qua đoạn đường trên. Sau khi di chuyển một đoạn thì tài xế này quay lại không thấy ai vì tưởng tông nhầm vật nuôi của người dân nên tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường. Ông H. có hoàn cảnh rất khó khăn và đang có vợ và con. Vốn trước đây ông làm nghề thợ hồ nhưng bị tai nạn té giàn giáo nên đầu óc sau đó bất ổn. Thời gian qua, ông thường đi lượm ve chai để kiếm sống, lãnh đạo công an thị xã Hoài Nhơn thông tin thêm.